cách tăng giá trị bất động sản trước khi bán. Tiêu đề cách tăng giá trị bất động sản trước khi bán, thu hút sự chú ý của nhiều đối tượng, từ chủ nhà muốn bán bất động sản của mình với giá cao hơn, đến các nhà đầu tư bất động sản tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Để đạt được điều này, người bán cần biết các chiến lược và phương pháp để tăng giá trị tài sản của mình trước khi đưa ra thị trường. Các chiến lược tăng giá trị bất động sản. 1. Cải thiện ngoại thất. Ngoại thất của ngôi nhà là ấn tượng đầu tiên mà người mua tiềm năng sẽ nhìn thấy. Việc cải thiện ngoại thất như sơn lại, làm mới cảnh quan và sửa chữa những hư hỏng nhỏ có thể tăng giá trị tổng thể của bất động sản. 2. Nâng cấp nội thất. Nâng cấp nhà bếp và phòng tắm là những cải thiện mang lại giá trị cao nhất. Việc thay thế các thiết bị cũ, thêm các tính năng hiện đại và sử dụng vật liệu cao cấp có thể làm tăng sự hấp dẫn của ngôi nhà. 3. Sửa chữa các hư hỏng. Các hư hỏng như mái nhà bị dột, hệ thống điện và nước không hoạt động tốt có thể làm giảm giá trị bất động sản. Sửa chữa các vấn đề này trước khi bán không chỉ giúp tăng giá trị mà còn làm ngôi nhà trở nên an toàn và hấp dẫn hơn. 4. Tăng hiệu quả năng lượng. Việc cải thiện hiệu quả năng lượng, chẳng hạn như lắp đặt cửa sổ cách nhiệt, hệ thống sưởi và làm mát hiệu quả và các thiết bị tiết kiệm năng lượng không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn làm tăng giá trị bất động sản trong mắt người mua. 5. Làm sạch và trang trí. Một ngôi nhà sạch sẽ và được trang trí tốt có thể làm tăng giá trị đáng kể. Dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại nội thất và thậm chí thuê một chuyên gia trang trí để làm nổi bật các ưu điểm của ngôi nhà. Lợi ích của việc tăng giá trị bất động sản. 1. Bán nhanh hơn, bất động sản được cải thiện thường thu hút nhiều người mua hơn và có thể bán nhanh hơn. 2. Tăng giá bán, các cải thiện hợp lý có thể làm tăng giá trị tài sản, giúp người bán đạt được mức giá cao hơn so với mong đợi. 3. Tạo ưu thế cạnh tranh. Trong thị trường bất động sản cạnh tranh, việc nâng cấp và cải thiện ngôi nhà có thể giúp tài sản của bạn nổi bật hơn so với các lựa chọn khác. Kết luận, việc tăng giá trị bất động sản trước khi bán là một bước quan trọng để đạt được lợi nhuận tối đa. Bằng cách tập trung vào cải thiện ngoại thất, nâng cấp nội thất, sửa chữa các hư hỏng, tăng hiệu quả năng lượng và làm sạch, trang trí ngôi nhà, người bán có thể tăng giá trị tài sản của mình và thu hút nhiều người mua tiềm năng.